xin chào tất cả bạn đã quay trở lại với channel của Mèo Béo. À, các bạn đang thắc mắc là vì sao Mèo Béo lại có trang phục mới đúng không? Mặc dù ở Miniworld chưa hề bán trang phục này, thì mình mới tìm được một con map cực kỳ thú vị các bạn ạ. Con map này có tên là giải đố cung gấu. Ngoài giải đố ra thì con map này có rất là nhiều đồ plugin luôn các bạn ơi. Đấy, các bạn thấy không? Hiện tại là mình đang sở hữu trang phục mới mà không cần mua luôn. ID của map này là gì ta? Để mình coi thử nào. Ở đây, ID map là 8784992. Sau khi coi video này xong, các bạn thấy map này hay và vui, đừng quên lên thư viện mini và tìm ID này tải ủng hộ bạn các bạn nhá. Đấy, map này của bạn có tên là Doraemon, bạn Doraemon đấy. Trời ơi, à, map này cực kỳ thú vị luôn. Đấy, map giải đố nhưng mà có rất là nhiều đồ plugin các bạn nhá. Nhân tiện là có cái trang phục mới là mình cũng giới thiệu cho các bạn luôn đây. Ngoài ra là sắp tới là Minua sẽ bán thêm cả trang phục này. Đấy, trang phục này cực kỳ hay luôn. Ghê chưa các bạn thấy không? Thị trưởng ấy, chị Thương à? Ôi, chị Thương, mất theo chị Thương này. Trang phục nữ ninja kia, trang phục nam ninja đấy. Ôi 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 ôi. Bay kiểu what the hell, bay kiểu ôi. Bay kinh người what the hell. Ôi, wow, wow. Ôi, ma thuật gì đây? What the hell? Trời ơi. Các bạn thấy không? Ôi, bây giờ mình sẽ thử xem là những cái hiệu ứng cơ thể của trang phục này có gì đặc biệt nhé. Hỏi chấm này, khóc này, giận dữ này. Ôi, nằm xuống này. Ôi, đứng ở phi tiêu này. Vân vai này, 8 này. Ôi cái này, ơ sao lại bay như kia nhỉ? Ôi, ôi, sao bên tao sao phục kia nó phát sáng các bạn ơi. Kiểu xung quanh người nó phát sáng một cái ánh hào quang gì nhìn ghê phết các bạn ạ. Sao của mình lại không có nhỉ? Để mình thử lấy cái này xem nào. Thử lấy mấy cái này ra xem đi nào các bạn nhá. Sao có mình thấy có cái ánh hào quang gì nhìn xịn sò các bạn ạ. Ôi, của mình lại không có, của mình lại không có các bạn ơi, không có, không có. Wow. Ôi, chứng tỏ là cái con NPC kia nó xịn hơn của mình hay sao các bạn ạ. Ôi, vừa nãy nó bay người nó phát sáng các thứ nhìn nó hay đấy. Của mình đấy, kiểu phát sáng các thứ luôn. Không biết cái này là plugin hay như nào mà thấy mình bay được cơ. Mình vừa thấy con này nó bay được các bạn ạ, ghê thật, không biết là làm kiểu gì ra được ấy, ghê na. Đây, map này ngoài những cái đồ ra còn có cả Chocobo level mấy nữa mình không nhớ nữa đây. Từ đó mình sẽ mua ít đồ, mình sẽ mua ít quyển dịch chuyển đi, mua ít cái chìa khóa đi. Chết mua hơi nhiều, mua tổng khoảng 10 cái chìa khóa đi, còn 6 cái thôi. Đấy, ngoài ra khủng long xương, sóc bay, voi, sư tử biển, các thứ kỳ lân Chocobo rất là nhiều cái các bạn ạ. Bạn nào thấy map này hay thì đừng quên là vào thư viện mini tìm map này tải hộ bài bác cận nha. Ok, bây giờ mình sẽ thử chơi thử map này. À quên mất là, nãy giờ mải xàm quên mất là các bạn trước khi coi video đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ video và đừng quên bình luận ý kiến của mình các bạn nha. Và quên mất là hãy subscribe cho Mèo Béo và đừng quên nhấn vào cái chuông đăng ký để có thể nhận được thông báo mới nhất từ Mèo Béo các bạn nha. Và hãy làm những điều tương tự với các thành viên của GOAT Team và bình luận với hashtag là thăng Mèo Béo nếu là fan của Mèo Béo và yêu quý Mèo Béo các bạn nhỏ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với con map vừa giải đố vừa plugin khoe đồ luôn vậy. Bây giờ mình không đổi được mấy cái kia nhỏ không sao. Nói chung là mình thấy cái trang phục này nó khá là đẹp đấy. Chắc chắn là mình sẽ mua, nhưng mà mình sẽ mua trang phục nữ các bạn ạ. Đấy, các bạn biết thừa là Mèo Béo thích trang phục nữ luôn. Chắc chắn là mình sẽ mua trang phục nữ này, còn trang phục kia chắc mình không mua đâu. Ê, để coi xem là có những câu hỏi gì các bạn nhá. Ở đây là đố vui khó. Những kiến thức hóa học ấy, thôi chịu. Hóa học thì chịu nhá, vật lý thì được nhưng mà hóa học thì chịu. Mình thực sự mình không biết tí gì hóa cả. Vật lý thì mình biết, còn hóa thì chịu đây. Nobita là hay và, phải và chứ. Nobita và những cuộc phiêu lưu chứ sẽ là nè. Ui, đang trong quá trình update à? Ê, thôi vậy, ok. Cũng đang trong quá trình update à? Ui, về Nobita thì mình lâu rồi không đọc. Chắc là mình nghĩ mình sẽ chơi thử cái đố vui khó đi. Đấy, đấy, nhân tiện là khoe cho phủ mới luôn. Nó dù không phải là mình mua các bạn ạ. Nhưng mà mình nghĩ là khi mà ra mắt mình cũng sẽ mua thôi. Anh em yên tâm. Chắc là sắp tới là hình như ngày 20 sẽ bán lên sao các bạn ạ. Gì đây? Đến với câu hỏi đầu tiên là cá gì đi học phải dùng? Cá gì đi học phải dùng? Cá mực, cá cảnh, cá tháng tư. Chắc là cá mực, đi học thì dùng mực để viết. Ơ, đoán bừa cũng đúng rồi, vô lý. Loại nước giải khát nào có chứa sắt và canxi? Trời ơi, cái này mình trả lời quá là nhiều rồi. Canxi là cà phê này, cà phê này, ca là canxi, Fe là sắt. Đấy, bạn nào không biết thì có thể lên Google tìm ra cái này dễ mà. Rồi, tiếp theo là đỉnh núi cao nhất thế giới Fansipan Phú Sĩ Everest. Rồi, cái này quá dễ rồi, Everest rồi. Bạn nào không biết thì cứ tra Google là biết rồi. Cái này quá là dễ luôn. Cờ gì 30 người đàn ông và 2 người đàn bà đánh nhau toán loạn? Cờ vua, trời ơi. Không phải cờ tướng nhá, cờ tướng không có quân hậu đâu. Trò gì càng chơi càng ra nước? Chơi cờ. Ui, chính ra là cái mấy cái này mình trả lời rồi các bạn ạ. Mình chơi rất là nhiều những cái map giải đố rồi, thành ra những cái câu hỏi này mình nghĩ là nó cũng khá là đơn giản với mình thôi. Xem nào, 2 con vịt đi trước, 2 con vịt, 4 con vịt, không cần đọc hết cũng biết. Thôi đấy, câu hỏi này hỏi đi hỏi lại rồi gì ấy. Xã đông nhất là xã nào? Xã hội. Ôi trời ơi, bình thường thôi.
khá là dễ các bạn ạ. Mình thấy mắt là khá là dễ, khá là hay chứ. Đồ bút ghi nhiều chủ yếu vào kiểm tra xem là trang phục mới có gì đặc biệt hay không đấy. Trang phục mới này này. Trang phục mới con gì đầu dê mình dốc con dốc. Trời ơi, toàn câu mình trả lời rồi các bạn ạ. Xem ra toàn những câu hỏi mà không làm khó được mèo peo thôi. Làm gì có chuyện làm khó được mèo peo mấy câu hỏi này. Tháng nào ngắn nhất trong năm? À, câu hỏi này là có vẻ khoai này. Câu hỏi này mình nghĩ là khá là khoai đấy. Mình xem là tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6. Tháng 1, tháng 2 à? Tháng 1, tháng 2 có 28 ngày. 4 năm một lần thì có 29 ngày. Tháng nào ngắn nhất trong năm mình xét cho mình nghĩ là tháng 1 với tháng 2 nhỉ? Đúng không? Mình nghĩ là tháng 1 với tháng 2 cho mình thử đi. Nhưng mà câu này không có gợi ý gì à? What the hell? Okay. Không phải tháng 1 với tháng 2 chết rồi. Lỡ gáy hơi to rồi. Chết. Nãy kêu là game dễ bây giờ đấy. Như vậy nhìn này, hóa thân này. Uống mắt là xì bùa. Hey, đấy, ghê chưa? Hóa thân hình trang phục mới ghê không? À, ghê chưa? Siêu xịn luôn, ghê chưa? Đó. Không biết là ngày bao nhiêu bán trang phục nữ nữa. Trang phục nam chắc mình không mua đâu, mình chỉ mua trang phục nữ thôi. Cá mực này. Mình nghĩ trả lời rồi mà. Cà phê này. Rồi, xem là tháng mấy nhỉ? Để nghĩ xem. Everest này. Cờ vua này. Cờ chơi cờ này rồi. Mình có là trả lời rồi. Bốn con này. Để coi nào. Xã hội này. Uầy, mắt này không cho máu à? Nãy giờ mình rơi lên rơi xuống còn có 80 máu này. Con dốc này. Ok. Xem nào. Tháng nào ngắn nhất trong năm? Vậy là không phải ô này rồi. Đấy nhá. Bạn nào mà đã hay coi, bạn nào mà hay coi video của mình về mấy cái map giải đố ấy, thì chắc chắn là biết đến một cái định luật mà mình hay nói là những nhà tâm lý học thường chỉ ra rằng bạn cho họ 3 sự lựa chọn thì họ sẽ chọn cái ở giữa, hoặc là bạn cho họ là 3 cái đồ vật gì đấy ngẫu nhiên, hoặc là 3 cái hộp ngẫu nhiên thì thường họ sẽ chọn một cái ở giữa các bạn ạ. Đấy, theo các nhà tâm lý học chỉ mình thế thì mình cũng sẽ áp dụng thử là mình sẽ vào thử ở giữa đi để coi xem có đúng không nào. Ai xem mà tháng 3, tháng 4 là mặc dù đúng rồi, bắt tới heo. Ôi trời ơi, các bạn thân, mèo peo vô cực IQ vô cực luôn. Mặc dù mình cũng chả hiểu vì sao là tháng 3, tháng 4 nó lại ngắn nhất trong năm. Ui, bạn nào biết vì sao tháng 3, tháng 4 ngắn nhất trong năm thì đừng quên để lại bình luận cho mình biết đó. Chứ mình cũng không biết là vì sao là tháng 3, tháng 4 lại ngắn nhất trong năm các bạn ạ. Phương tiện nào sau đây? Phương tiện nào sau đây? Ăn lửa với nước than. Nước than. Ăn lửa với nước phẩy than. Lại nước than là nước gì, what the hell? À mình nghĩ là tàu, phải tàu chạy bằng tàu tàu hơi nước. Ngày xưa có tàu hơi nước này đấy, ngày xưa có tàu hơi nước, đúng rồi đấy, đúng rồi nè. Ôi hết rồi à? What the hell? Hết rồi à? Chuyển qua bộ môn bắc cua, mát này hay nhở. Chuyển qua bộ môn bắc cua bạn ơi. Ok rồi. Quên mất là mình tưởng là bây giờ nó xóa cái một stack là 99 này. Mình nhớ là một stack nó quay lại mất rồi đấy, what the hell? Mình bấm nhầm từ 99 thành 64 này các bạn ơi. Đấy, không ghép nữa này, đó. Quên mất là bản cập nhật này là sẽ chuyển về 64 stack các bạn nhá. Các bạn hôm trước thắc mắc hỏi mình là vì sao bản cập nhật mới lại chuyển về 64 stack. Thì theo chị Thỏ cũng bảo là cái bản cập nhật này nó thế. Đấy, nó thế cơ, mình cũng chả hiểu vì sao nó thế cơ. Đấy, nó tự quay về 64 stack các bạn ạ. Quên mất là bạn nào đã update phiên bản mới rồi thì đừng quên để lại bình luận phím 1 các bạn nhá. Còn bạn nào chưa update thì đừng quên để lại bình luận phím 2 các bạn nhá. Để coi xem. Bắc cua thì chắc là khá là dễ, thủ vừa nói xong vừa gáy xong bắc cua khá là dễ cái thua luôn. Trời ơi, đúng kiểu mèo béo gáy là giỏi các bạn ạ. Đấy, vừa gáy xong, ấy trời ơi, vừa gáy xong ngã luôn. Ôi trời ơi, tiết kiệm của di chuyển. Rồi xem mà, dễ mà, bị thương thôi. Không là khó lên mèo béo đâu, để coi xem nào. Lên, ui, tờ heo, ui, hết hồn con trồn luôn, tu. Cho kia tự nhiên lại có máy móc thụt lên thụt xuống nhà, what the hell, hết hồn con trồn. Ôi từ từ, hình như là do mình quên chưa hóa thân thành ninja ấy. Hóa thân thành ninja cái từ em nào, để hóa thân thành ninja nảy cho nó phiêu các bạn ạ. Ninja parkour kinh lắm, từ từ khó nhở. Rồi hiểu rồi. Ui khó đấy các bạn ạ. Hiểu rồi. Cái này phải kiên nhẫn. Hiểu rồi, ok. Ô sờ kê luôn. Lên. Ok, lưu điểm hồi sinh rồi. Ôi, toàn máu ấy, các bạn ạ, toàn máu không có gì đặc biệt cả. Đây, bắc qua trên cái cột đèn à. Cái này là cái cột đèn hiện đại này, mình nhớ không nhầm là thế. Hey, what the hell. Ôi sao mình đứng lơ lửng ở giữa cái cột kiểu what the hell. Ôi gì đấy sai phải. Bắc qua, ôi từ bắc qua xem nào. Bắc qua đến dài bao nhiêu.
hình như bạn này để cái block này kiểu gì mình cũng không hiểu lắm. Cảm giác nó cứ nhảy giữa block các bạn này đấy. Hay là cái này nó lag thế nào? Hay má là khá là dễ thôi. Ui ui, tao chưa kìa. Ui từ hình như bạn này plugin hay sao ấy. Bạn này plugin cái này khá là hay các bạn ạ. Mình đoán thế thôi, từ hóa thân thì ninja tiếp đấy. Đấy. Hóa thân thì ninja tiếp, nhảy cho nó phiêu. Đấy, ninja loạn thị. Mặc dù mèo mình cận thị chứ mèo béo bị cận thị chứ mèo béo không bị loạn thị các bạn ạ. Mèo béo bị cận thị rồi. Lại máy lại điện à. Ui máy xoay. Chết thật máy xoay hơi khoai nữa. Ôi khoai nữa. Ôi khoai nữa. Lên rồi. Toang rồi. Xem ra là đến tục từ phải chiến thuật khác. Đến tục không ổn rồi các bạn ơi. Ui, bạn này khó phết các bạn ạ. Ui. Bạn này khó nè, khoai nè, khoai. Ui, có máy xoay tiếp kiểu gì đây? What the hell? Khó phết các bạn ơi. Ui. Cái đoạn máy xoay này nó không hề dễ tí nào đâu. Chưa lên thông chắc là lát sấp mặt luôn. Ui, xem ra đoạn này khá là căng thẳng đấy các bạn ơi. Trời ơi. Ui. Hey. Ui, chưa không điểm hồi sinh à? Chưa này nên cho điểm hồi sinh bởi vì chưa là khá là khó. Ui, chỗ này 4 nô mà. Ba ơi 4 nô đây, what the hell. Ui, cái chỗ này là như là 4 nô không nào. Ui, từ. Ui, hình như là 4 nô mà. Từ đây qua kia là 4 nô mà. Đúng không? Từ cái máy xoay này qua máy xoay kia hình như là 4 nô mà các bạn ơi. Ui, 4 nô thì mèo béo không biết nhảy đâu. Trời ơi, xem ra chắc phải dùng đến vũ khí bí mật rồi. Ui, bạn nào biết vũ khí bí mật của mèo béo gì thì hãy bình luận thử thế nào. Đấy, cho các bạn 5 giây bình luận thử xem là vũ khí bí mật của mèo béo là gì. 5, 4, 3. Hời, một. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng vũ khí bí mật. Mèo béo sẽ sử dụng vũ khí bí mật. Chỗ này khá là khó các bạn ạ. Chỗ này khá là khoai cho nên là mình sẽ xài vũ khí bí mật các bạn nhé. Chứ không là để không được khoai lắm, ok. Đấy, cái chỗ mày xoay kia là vừa lag vừa khó nữa. Cho nên là xin phép là xài vũ khí bí mật. Ok đấy. Ủa cái này đoạn gì ấy? Đoạn sẽ tự dễ vậy. Ê, bỗng nhiên là dễ vậy. Có gì hình như mình nghi lắm. Mình nghi những cái đoạn kiểu này dễ cú lừa lắm các bạn ạ. Mình cảm thấy có gì nó không đúng. Mình cảm thấy cứ đè ship rồi, cứ đè ship cho chắc ăn. Chẳng may nhớ bùm một cái tiền rồi toàn. Hey, băng à? Băng này, băng một ô không sợ lắm. Lên. Ok, có dương gì không? À, dương toàn máu không gì cả gì đây. Nghĩa là dễ trôn lắm này. Ui, cái này trôn thật đấy các bạn ạ. Hình như chỉ có một ô đúng rồi. Đúng rồi, bắt được heo, đúng rồi. Bắt được đúng rồi. Ê, đúng luôn này. Bắt được heo. Thế là ô nào cũng đúng à? Ôi trời ơi, mình tưởng cú lừa hóa ra ô nào cũng đúng các bạn ạ. Trời ơi. Mất công mình kiểu mình nhảy mình căn. Trời ơi, gì đây? À, nhạc à? Ôi từ, nhạc không nhảy được. À, đây bắt được thầy đấy. Ê, tự nhiên ở kia có bất tầng hình lạ ta. Kỳ lạ ta. Ok, không sao. Chú mắt này cũng khá là dễ các bạn ạ. Ngoài cái đoạn máy xoay ra thì nó hơi khoai thì thôi. Ui, nó vừa nó xong vừa gáy xong khá là dễ xong rơi luôn. Trời ơi. Đúng kiểu nghiệp quật. Ui, không nhảy được. Bất tầng hình. What the hell? À, phải nhảy vào đập ngược lại đây à? Ui, khó thế. Ui. Mình bị kẹt ở trên các bạn ạ. Ui. Ồ, thì ra thế. Hiểu rồi. À, khó. Ui. Mấy cái điện kiểu này khó phết các bạn ạ. A few minutes later. Ui, từ. Hóa ninja này. Ui, hóa thành ninja phát nhảy mượt luôn. Trời ơi, ui. Đúng kiểu ninja khác. Hóa thành ninja cái. Nó khác biệt hẳn ngay. Ai đi mát là gì? Trời ơi, mình chịu. Mình bừa đi. Chủ mắt thức gì? Chắc là màu xanh là cây. Bấm nút điều sinh mày thế. Bấm điều sinh kịp. Trời ơi. Hết hồn con trồn. Đây. Thật không ngờ các bạn có thể đến được đây. Hay lấy xe ở chiến thắng nào. Ok. Ôi trời ơi. Lên thôi. Mình nghi lắm. Mình nghi cú lừa lắm nhỉ. Có khi nào mình cú lừa mình không ta? Có khi nào mình lên xe mình thua không ta? Ui có panda. Thắng rồi. Yes. Thắng rồi các bạn ơi. Ok. Thì con map này kết thúc ở đây thôi. Khá là hay các bạn ạ. ID map là 8784992 các bạn nhá. Các bạn thấy map này hay và thú vị đừng quên lên thư viện mini tải map ủng hộ các bạn ấy các bạn nhá. Ok, video xin phép được kết thúc ở đây thôi. Các bạn đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ video, đừng quên đăng ký và subscribe cho mèo béo các bạn nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.